Phát biểu tại họp báo trước trận tứ kết cúp bóng đá U23 châu Á 2022, huấn luyện viên Gong Okyun đánh giá cao sức mạnh của U23 Ả Rập Xê Út. Tuy vậy, ông cũng tự tin về sự chuẩn bị và tinh thần của các học trò, đồng thời khẳng định U23 Việt Nam sẽ cố gắng để chơi một trận tốt nhất có thể. Hiện chúng tôi mất một thủ môn là Nguyễn Văn Toản vì chấn thương, nhưng vẫn còn 22 cầu thủ sẵn sàng cho trận đấu này. Tôi có kế hoạch mới để họ phát huy hết khả năng. Chúng tôi sẽ cố gắng. Ả Rập Xê Út thật sự rất mạnh. Họ vào tứ kết mà không thủng lưới bàn nào. Khi còn làm việc ở Hàn Quốc và Indonesia, tôi từng va chạm nên biết đối thủ này. Chúng tôi phải chuẩn bị chiến thuật thật kỹ lưỡng. Chúng tôi phải chơi một trận tốt nhất có thể. Tôi nghĩ đội hiện tại đang chuẩn bị và tập luyện tốt. Ả Rập Xê Út rất mạnh nên chúng tôi tất nhiên sẽ chuẩn bị thật tốt cho hàng phòng ngự. Tuy nhiên chúng tôi không e ngại. Chúng tôi cũng sẵn sàng cho phương án tấn công. Ông Gong Okyun cũng chia sẻ thêm, ông và các cộng sự trong ban huấn luyện đã chuẩn bị các phương án cho mọi tình huống có thể xảy ra, kể cả thi đấu luân lưu 11m.